những ướt mơ hồng ngày tháng chờ mong. Khách mời sao giờ chưa tới nữa? Hay thật là chán trường quá đi. Có ai ở đây không ạ? À? Có ai đây không ạ? À? Ủa? Ủa? Lâm? Ủa? Anh Thái! Ơi! Vui quá, hôm nay gặp em đây, em đi đâu đây? Ủa sao anh đàn ông trai mà hẹn trong hẻm chi vậy anh? Trời ơi! Thì anh hẹn trong hẻm vậy? Nhà này nhà anh có da nè, tao tiệm da, tao làm da đẹp lắm. À, ở đây là đồ làm handmade đúng không? Anh, ngày hôm nay tới đây anh có mua gì tặng vợ mình không? Đang mấy cái, đang coi mấy cái giỏ đẹp 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 nè, mấy bóp đẹp đẹp dễ thương nè. Trời đẹp ha, toàn là làm bằng tay không anh? Tay bằng da, hay quá, đẹp quá nè. Trời ơi! Lát cái mình làm da xong mình khắc tên vợ mình ở đây. Ủa anh Thái đây rồi, anh kia đâu? Không biết nữa, sao hẹn hôm nay là anh là chủ động hẹn mà tại sao anh kia chưa tới? Mà hẹn ổng rồi mà sao bây giờ chưa thấy tới nó không biết nữa. Để ra ngoài coi ổng coi tới đâu rồi. Trời đâu rồi trời, lâu dữ vậy trời. Lúc nào cũng trễ. À, nào chắc là vợ không cho đi rồi. Ý ảnh lên kìa. Anh ơi. Đâu đây nè. Ui. Rồi đó ơi. Rồi bò ơi. Rồi bò. Bò ơi, cầm bò tội. Bò tên bò khó kêu quá. Rồi bò ơi. Anh gọi bơi được. Gọi bò ơi. Ai vậy? Tôi. Ai kêu tôi vậy? Ôi, ơi. Ai vậy? Trời. Em nè. Bà ơi. Trời ơi, sao tới trễ vậy? Tưởng giờ không cho đi chứ. Ai nói trễ? Anh đợi muốn chết luôn vậy nè. Anh đợi đâu? Đứng ngoài đường đợi. Thôi hẹn cho đã, đợi anh rồi tới trước không nói tiếng nào hết trơn rồi. Mà ngày hôm nay hai anh sẵn sàng chia sẻ móc ruột móc gan mà nói xấu với bà vợ nhà không? Tại vì ai đến đây cũng hứa với em một điều ban đầu là hả, có bao nhiêu tật xấu của vợ nè, bao nhiêu mà cái thói quen không tốt của vợ nè, nói hết cho tất cả mọi người nghe luôn. Ai có ngại được đó không? Không ngại, có em đây mất mới gì anh ngại. Đúng rồi, có đâu ngại luôn anh ơi. Làm gì mà phải sợ? Không, anh Thái chắc ngại à. Anh nói hoài vậy ngại. Nhưng mà bây giờ có nhiều cái mà chưa nói đúng không? Chương trình này trải lòng hết nha. À, nhưng mà vợ anh không biết đi quay gì đâu. Bình thường em nói là hai vợ chồng thì đi chung đúng không? Hôm nay sao không đi chung nữa? Hôm nay ba bầu bì lớn rồi. Bụng bự cho anh. Năm tháng rồi. Năm tháng rồi. Không, nhưng mà trước khi mình vô cái câu chuyện hề hước hôm nay thì bây giờ em xin giới thiệu một chị chủ là chuyên làm cái đồ handmade nè, làm mấy cái giỏ sách rồi mấy cái bóp và hướng dẫn cho anh em mình cái cách mà làm để mà sau khi mình nói xấu xong thì cũng có phải ít quà đem về, ngồi như là hối lộ với vợ chứ. Có lý. Dạ, em mời chị chủ à. Dạ, em chào chị. Dạ, chị ngồi mấy ghế chị ngồi nha. Dạ, chào chị. Em có thể đứng đây để có thể hướng dẫn cho mọi người dễ hơn ha. Dạ, chị giới thiệu về bản thân mình, chị tên gì? À, dạ, em tên là Thanh. Em là founder của Free Will Leather. Tụi em có một cái xưởng nhỏ để làm những sản phẩm da handmade bằng tay cho khách du lịch nước ngoài cũng như là cái thị trường trong nước mình. Thì hôm nay tụi em sẽ có một cái thử thách cho hai anh, đó là mình sẽ làm hai cái sản phẩm ví nhỏ bằng thủ công để tặng cho bà xã của mình nha. Dạ. Được không? Chị cho em hỏi là chị hoạt động ở đây bao nhiêu lâu rồi chị, kinh doanh á? Dạ, tụi em đã được 4 năm rồi. 4 năm rồi. Dạ, bây giờ chị có thể chỉ cho em, anh Bom như là anh Thái cách làm cái công đoạn mà dễ nhất thôi. Dạ, ok. Nhưng mà khi mà chị chỉ thì nhớ nói từng công đoạn để tụi em được biết và được hiểu luôn. Dạ, ok. Dạ. Giờ mình sẽ chuẩn bị dụng cụ trước cho mọi người nha. Dạ rồi. Cái này là nãy nói cái da gì? Da bò. Da bò phải không? Dạ. Đừng có làm da bò nha. Đừng có làm da bò nha. Da bò mà em làm của vợ, em làm thôi. Thì em sẽ hướng dẫn cho mọi người làm một cái ví. Khi hoàn thiện nó sẽ như thế này. Mình sẽ theo tên cái chữ cái đầu của bà xã ở đây. Một công đoạn làm ví da thường sẽ qua 3 bước. Đó là mình sẽ cắt da bằng dao. Sau đó muốn may được mình sẽ phải đục từng cái lỗ này bằng tay, bằng một cái cây đục có cái lỗ ở trên, sau đó mình mới may. Nhưng để mình tiết kiệm thời gian, em đã cắt trước và đục lỗ sẵn một bên. Hay quá, chứ chị đục không đục, mình đục thứ mai luôn đó. Thì việc còn lại của mình chỉ là đục ở những cái lỗ em đã đánh dấu rồi, ở trên cái miếng da này. Sau khi đục xong, mình sẽ gấp nó lên và so cái lỗ cho nó thật là khớp với nhau. Ví dụ anh thấy lỗ đằng trước và đằng sau khớp với nhau. Sau đó mình dùng kẹp lại. Rồi mình sẽ lấy chỉ để may hai bên nữa là đã xong một cái ví rồi. Em sẽ dùng búa để cái lỗ tròn này ngay trên cái lỗ mà mình đã đánh dấu. Mình đục nhẹ một cái, mình nhấc lên.
là nó sẽ để lại cái lỗ trên da. Chị ơi, có cái nào đục sẵn không? Thấy hai anh em thấy sao thấy không làm chắc không được quá. Không được, nhưng mà cái này bị tối nè. Tối nè. Đâu đành là làm thử cái này. Ủa sao anh chưa rồi gì anh vô giữa anh nhảy rồi. Có thể đục từ cái lỗ đây, mình có thể quay lại ha, mình đục từ trên xuống từ. Bị tối rồi. Đó. Chết rồi, vậy là anh Bo làm nhanh hơn. Đó. Đó. Hay quá anh Bo ơi. Trời ơi, sao mà ông đã tôi nói nhà tôi bị đột hoài cho nên giờ tôi đục. À là anh Bo lớn tuổi hơn hả? Lớn hơn mình mà sao mắt ông nhỏ ra. Ủa lớn tuổi là đục được hả? Lớn tuổi là đục được hả? Đó. Trong 10 phút mà. Anh Bo là anh với chị nhà là cưới được bao nhiêu năm anh Bo? Anh với chị đến năm nay cũng 21 năm rồi kìa. 21 năm. Dữ à. Chị thì em đã tiếp xúc nhiều rồi, gặp rất là nhiều, còn vợ anh Thái em cũng gặp được 2 lần rồi. Anh với chị cưới được bao nhiêu lâu rồi anh Thái? Anh cũng 9 năm rồi, gần 10 năm rồi. 9 năm gần 10 năm rồi. Là anh Bo hiện tại bao nhiêu người con quên anh? Anh 4 lắm. Hai trai hai gái. Bé bự nhất là lớn của anh. Còn anh Thái là 3 rồi. Hai rưỡi. Vài tháng nữa thôi. Này 4 tháng nữa thôi. Ủa vậy hả? Gặp thêm một hoàng tử nữa. Ôi, 2 rưỡi luôn á. Là đủ đít đủ tẻ luôn đó. Chị nhà bà nay bà đang có bầu nè, bây giờ tâm tính bà cô khác gì bình thường không? Mấy cái tháng đầu bị nhà bà bị ngán mấy tháng đầu á, chở đồ con á, bị ngán cũng mệt lắm, ăn gì cũng ói hết trơn. Là ngán đúng không? Bị ngán cũng khó chịu, thay đổi tính tình, có bầu vô bực bội nhiều, cái bực bội cho người. Cái nết nó khác bình thường. Khác nết lắm. Ở cái là bên sực liền. Sực liền hả? Bình thường không giống sực mình đâu. Bình thường là kiểu dưới. Mà để vừa dưới mà có bầu cái còn trên. Kèo trên. Đó. Thấy thiệt. Anh nhớ chuyện gì mà vô duyên vô dùng. Tự nhiên bực tức là cái la là chửi anh không? Ví dụ như thường là anh đi về khuya là ngủ được, cứ trở qua trở lại rồi không thấy chồng về là đầu là ngồi tội rồi. Đi nhậu mà đi những gì nhậu gì? Đi chơi gì bây giờ chưa về nói cái la vậy. Là la mà trong cái đó anh cứ đi nhậu không hay là anh đi làm? Thì anh đi làm rồi đi về rồi cũng anh em ngồi với nhau cũng ghé nhậu. Cũng ngồi bình thường vậy đó, bình thường đâu có la đâu. Mà có bầu vô như nhõng nhẽo một chút. Nhõng nhẽo vừa nhõng nhẽo vừa la rồi anh có tranh thủ về không? Về chứ. Dạ. Không về không được. Không về được không? Tại vì nhiều khi phụ nữ họ cái bụng họ bự, anh lăn qua lăn lợ mỗi gì lăn qua phải giác cái bụng thải qua cái thải qua cái lợn. Đúng rồi, đúng rồi. Còn hai con chúa nữa. Sao? Ba ơi, ba đi nhậu hoài, về đi con đi. Đó, vậy đó, cứ vậy đó. Cứ la hoài. Còn con anh Bo lớn rồi đúng không? Lớn rồi cưng. Có nào mà ba hay cằn nhằn không? Vợ đâu còn cằn nhằn không? Nói chung là vợ anh thì không có cằn nhằn gì lúc còn nhỏ đó. Đi diễn rồi đó, dắt con dắt cái theo lùng đùng đầy đầy. Rồi cái vợ anh thì không có muốn cho đi theo, sợ nói chung làm phiền nơi chỗ mình làm. Mà anh thì anh thương con thì em biết đâu. Làm dẫn theo. Thì đó cuối cùng anh phải cãi nên dẫn theo cho bằng được thôi. Bữa nay em dẫn con theo. Bữa nay tại vì đi thì biết nó 6 giờ đúng không? Biết nó 6 giờ đúng không? Nhiều khi giờ nó mát. Đi tới bắt đầu vô đây ha. Dạ đúng rồi. Dạ hồi mình đi theo cái lỗ tiếp theo. Rồi chỗ này ha. Dạ. Rồi đây nè. Đây bên đây cái mình vào đây. Làm đồ cái dạ. Mình sẽ mặc đây qua đây nè. Mà vô ra luôn hả? Lỗ luôn hay là lỗ nào đó? Dạ bà lỗ kế bên. Kế bên. Để em chỉ cho anh một bước chỉ nha. Trời ơi, trước giờ là chưa được. Anh thì để gần mới thấy, còn anh để tuốt người xa mới thấy. Ủa hai ông ngộ ha. Ờ cái này chụp. Đúng rồi. Chọt đây nè, chọt. Chọt đây. Dạ cứ cái lỗ kế bên, mình không bỏ cái lỗ nào chính giữa hết. Anh nói anh có may đồ. Cũng có, may mấy cái quần xà lõn cho. May mấy cái quần xà lõn cho. Quần gách đúng không? Sao anh quần xà lõn? Không bao giờ bỏ. Sao anh quần xà lõn nhà tự may luôn hả? Tự may thì nó tét á, bật tét rồi đó. Cái anh cũng lấy anh khâu vậy nè. Không mà không giống như nào cũng tự không. Mà tại sao vợ không khâu cho anh? Nhờ anh thích. Cái đó là anh thích đúng không? Thích. Còn anh Thái thì sao nè, nãy giờ nhớ là những cái câu chuyện nào và tật xấu của bà nhà chưa? Vợ anh thì hồi trước anh ở chung với ba mẹ đó. Thì anh hồi trước anh hư lắm, đi làm suốt mà anh đi làm xong anh cũng ít có chịu về nhà lắm, cũng nói hoài anh không sửa, bắt đầu bỏ về nhà bên mẹ bên cổ. Bỏ về nhà mẹ bắt đầu là anh qua năn nỉ. Mà chị đi chị có nói gì anh âm thầm đi? Thì đi rồi có đàn nhắn tin là tôi đi về và gia đình vợ tôi không chịu nổi cái cảnh này, đỡ ở với anh vậy vậy đó. Mà thật bây giờ sau này anh nghĩ là anh thương phụ nữ chịu đựng vậy đó. Nhưng mà anh bây giờ cũng tu luôn à. Trời ơi, tức là ăn chay luôn đó. Hồi ngày hôm nay một điều trùng hợp nữa, hai anh đều ăn chay luôn. Anh chay bao nhiêu lâu rồi anh Thái? Anh chay có năm rồi. Còn anh Bo? Anh 12 năm. Phải đủ duyên, đủ phước mới ăn chay được. Trời chứ không phải đơn giản đâu. Hồi xưa anh ăn chay một bữa sáng rồi buổi chiều với cái đồ mặn anh ăn rồi. Là phải đủ gì đủ hướng. Anh ăn cảm giác, anh ăn cảm giác là anh ăn chay giống như không ăn vậy đó, anh có chịu. Đúng rồi, hồi đó em đi qua Ấn Độ một tháng trời, em qua bển em ăn chay được rồi, em vừa về tới dạng vợ em mới chiên thịt chiên.
Hay quá. Em hết duyên hết nghiệp luôn, nó quéo em lợi liền. Ở nhà là chị nấu ăn giỏi không? Không, nấu ăn giỏi. Hồi xưa nấu ăn rất là ngon, nấu ăn mà nấu ăn đồ mặn ngon rồi. Bây giờ bánh nghiên cứu đồ chay luôn. Nghiên cứu luôn hả? Bánh nghiên cứu đồ chay, nấu đồ chay ăn ngon lắm. Dạ. Mà giờ nó có cái bệnh là có bệnh xấu mình mà anh nói hoài bây giờ bỏ rồi. Tật gì vậy? Ngủ nằm mơ á. Mơ? Ngủ nằm mơ không? Ngủ nằm mơ cái sáng dậy ghen. Tự nhiên ngủ dậy sáng tay quá. Trời ơi. Bà nói câu chuyện gì anh, cái câu chuyện ở mơ bà thấy sao? Bà nói bà nằm mơ bà thấy là ông đi với con đó vô khách sạn rồi kia nọ rồi gặp tôi rồi cái nọ đó vậy đó. Gặp tôi nữa hả? À? Gặp luôn. Ủa sao quýnh trong giấc mơ đi, tụng ra đây quýnh nhỏ. Trời ơi, thấy mặt ngủ đi ghét quýnh cái nó giật đang ngủ giật mình vậy, cái gì vậy? Thấy ông đi với nhỏ đó tụng mơ đó. Trời ơi, vô duyên. Cái gì kỳ vậy? Hả? Vợ có vậy không? Có nha. Mà hay cằn nhằn. Nghe mơ lắm. Đúng rồi, anh Thái nhắc mới nhớ á. Vợ anh có không? Không, vợ anh không có mơ vậy đâu. Dạ. Có anh mơ thì có. Rồi bây giờ nói chung là mình đã làm xong hết rồi, bây giờ mình mời cô giáo vô để kiểm định chấm điểm cho hai anh em nha. Dạ, dạ mời cô giáo à. Dạ, chúng em xin chào cô. Dạ rồi, em xin phép. Dạ, xin chào cô à. Dạ. Chị kiểm tra đường chỉ rồi coi đúng không chị? Đúng không ạ? Dạ dịu dàng từng đường kiếm mũi chỉ. Dạ cái này chắc được 8 điểm nè. 8 điểm. Rồi giờ tên Thái nha. Cô chấm giùm cô. 4 chữ quá. Tôi nghi lắm. Cái này là năm vớt anh ơi. Năm vớt anh ơi. Năm vớt là sao? À năm mà năm vớt. Vớt không? Vớt mới được 5. Em làm không được. Để sai vậy không? Vớt mới được 5 điểm. À, này sửa được không cô? Dạ được, thôi để em sẽ sửa lại giúp mình dạ. Và hoàn thiện cái ví này nha. Dạ, vậy cô sửa giùm cái này luôn nha cô nha. Dạ, ok. Dạ, cảm ơn cô. Rồi bây giờ chương trình có một cái gọi là cái thử thách rất là đặc biệt luôn. Đây là những cái tấm thẻ. Và trong tấm thẻ này có những cái tình huống mà đôi khi anh đã trải qua rồi hoặc là anh chưa trải qua. Nếu như bóc cái tình huống đó anh sẽ xử lý như thế nào? Rồi anh Bo được 8 điểm cho nên anh Bo được bóc trước nè. Rồi bóc đẩy nè ha. Cái nào không được. Ôi ôi trời, cái không tay của em anh ơi. Tay à, vậy đó. Ôi trời. Đâu cần nhắm mắt đâu mà. Ừ. Bí mật đồng trời giấu vợ. Từ đó giờ phải nói thiệt nha anh nha. Không nói thiệt nha. Tại vì lát tụi em mua cái máy rồi tụi em cái bằng chứng trước tòa nè, bằng chứng trước tòa. Đúng rồi, bằng chứng trước tòa anh nói bậy bạ là không được nha. Tấn Bo. À, lúc trước khi mà gặp là chị đó, có quen với một cái người đó. Mà trước người... khi gặp trước chị khi là nói trước gì hay là sau khi? Trước khi đúng không? Mình mà sau đó rồi mới kể. À rồi rồi. Kể rồi mà cái chuyện giấu động trời sau đó là mới biết là gì nè. Cứ nhắc hoài, thật sự tới bây giờ anh vẫn nhắc. Thì gặp mỗi lần sau ngồi với chị nhắc cái chị đó, cái một người đó quen ở gần nhà, cái cô đó để đi học là giống như cái dạng như mối tình đầu hay gì đó. Rồi đó cái đầu mỗi lần cái ngồi tới chị cái đầu nhớ cái nhắc chị nói em nhớ cái bé Ánh hồn đó, bé tên Ánh đó giờ đi bên Mỹ rồi đó, thì tôi qua bển tôi diễn tôi cũng gặp. Trời ơi đó, cái đầu mỗi lần nhắc là không nói chuyện, mỗi lần nhắc là im luôn. Đúng rồi, không nói chuyện cả tuần luôn, không nói gì. Cuối cùng là ai? Cuối cùng là anh, người nói trước. À, anh là người lại để chung nó. Mà bây giờ còn gặp bà đó không? Còn gặp đâu, bên kia bên đây mà mỗi lần nhắc là quạo quạo, nhắc không là quạo. Không ý là giấu vợ á. Suy nghĩ cho cẩn thận nha, coi là ý trời rồi nè. Dạ, căng dữ rồi nha. Dạ cho anh suy nghĩ đi, cho anh suy nghĩ nha. Bây giờ tên Thái. Mình suy nghĩ nha. Rồi cái gì nhiều chứ vậy? Quỷ đen giấu vợ chưa từng công khai. Dễ gì? Trời ơi mình. Có. Mình có quỷ đen gì đâu, trong tiền bao nhiêu về là đưa vợ hết trơn. Đưa vợ à, hồi xưa mà chưa ở với bà già đó là đi hát nhiêu là đưa cho bà già. Anh không có giữ tiền. Sau này là mình lấy vợ về là bắt đầu ở riêng là bắt đầu là đưa cho vợ giữ mà quản lý. Mình chỉ bỏ trong tài khoản mình giấu là giấu cái thẻ thôi. Giấu là giấu cái thẻ thôi. Thẻ thẻ là mà khi mà anh rút tiền là chỉ nhà biết không? Có những cái tài khoản bỏ biết, có những cái tài khoản bán biết. Không biết. À. Ừ. Là trong tài khoản không biết là có nhiêu tiền nhau rồi. Chỉ 100-200 gì thôi. 100-200 ngàn, 200 triệu. Triệu. Dạ xong chương trình này chỉ biết thôi nha, chỉ tịch thu luôn nè. Không có đâu. Không có hả? Dạ anh thoải mái lắm, không bao giờ nghĩ mà không bao giờ mà suy nghĩ tiền bạc. À, dạ anh thoải mái đúng không? Đưa bao nhiêu. Anh... Đưa bao nhiêu là lấy bao nhiêu thôi chứ không bao giờ ông làm như này hai bao nhiêu là hát như thế, không bao giờ. À. Anh đưa như lấy nhiêu còn anh đưa thôi. Còn bao quy đen không? Thì bây giờ nhắc cái vụ tiền nãy giờ Thái nói với em đó. Ừ. Thì nãy giờ qua cái sự suy nghĩ thì bây giờ mới nhớ nè. Ừ. Thái nhắc cái vụ tiền mới nhớ. Cái quỷ đen này là dứt khoát là anh có rồi. Ừ. Anh chứ quỷ ma thôi. Anh chứ quỷ ma thôi. Quỷ ma cái chuyện này nè. Lúc mà anh ở với chị rồi đó, anh đi chiếc xe Honda đó. Ừ. Thì đi diễn. Lúc đó anh diễn với anh Bảo Trí. Thật sự hồi đó giờ trong mình hồi đó đi diễn hồi đó giờ anh không bao giờ mà đem tiền theo. Ừ. À. Cái tật
nhiều khi mà vợ đưa cũng không có lấy rồi à. Là giống như là thôi được rồi, được rồi à. Rồi đi cầm chiếc xe đi hát thì đâu có để ý xe này nọ đâu, xăng cổ đâu có biết. Chạy ra rồi lúc đó mưa nữa, rồi mà có mưa chạy ra trong mưa rồi trễ, sợ trễ giờ diễn, lúc đó diễn sân khấu mấy cái sân khấu này, chạy 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 rồi tới giữa đường hết xăng. Điện về nhà thì sợ vợ nói sao tôi cằn nhằn, tôi nói ông này nọ. Lúc đó trong tay có đeo cái đồng hồ, cái vô đổ xăng, đẩy vô đổ xăng, cái rồi nói à, chú đổ cho con miếng xăng, lít xăng, chứ một lít xăng cho con đi chút xíu. Cái đổ xăng đổ xong rồi mới dám nói, chú ơi con quên đi, không có tiền, đem tiền theo, thật sự con cho con gửi cái đồng hồ này lại, có gì con hát, con không có nói hát mà con đi ra ngoài chỗ đây con chuyện xíu xíu về con lấy nghe chú. Cái chú đó ổng thương thôi thì đi 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 xong về đã, anh Chí phát lương về chạy thẳng về luôn, đâu có ghé cái vụ đồng hồ chạy thẳng về luôn. Rồi cái hát xong cái quên cái vụ đó, hỏi vợ, hỏi cái đồng hồ đó rồi làm rớt hả? Nó không có rớt, nãy đi hát trên đường đi hết xăng rồi cái anh tội nghiệp hả cái chú. Cái bà lúc đó chị mới biết được, la thật là la, nói tại tôi nói không bao nhiêu lần rồi, bây giờ tôi đưa cầm đi, ví dụ 20 ngàn thì bỏ túi có đà bể bánh tráng người ta thì cũng có tiền đền đó, cái ỷ y không có khỏi cái tập vậy đó đó. Bây giờ rút kinh nghiệm chưa, thì từ cái lúc đó anh giấu cái chuyện đó, giấu thôi, cái chuyện nhỏ thôi, nhưng mà nó thành một cái chuyện mà anh phải có cái kinh nghiệm để đi ra đường sau này anh xử lý những cái tình huống tốt hơn. Bây giờ là một cái thẻ cuối cùng tạo cảm giác mới lạ cho hôn nhân. Có nào anh có tạo cảm giác mới lạ cho chị nhà không? Chị giờ lãng mạn lắm. Dạ. Yeah. Bả lãng mạn còn anh lãng xẹt không à? Dạ. Yeah, bả lãng mạn sao? Bả lãng mạn nhiều lúc á, bả làm bất ngờ bả. Đi đâu sinh nhật mình không? Kỷ niệm ngày cưới hay là những cái kỷ niệm nè. Bả nhớ mấy ngày sinh nhật, bả nhớ hết. Bả làm hết. Bả thuê một cái khách sạn 5 sao nha. Rồi rồi 5 sao luôn. Bả không làm ở nhà đâu, bả làm cái sạn 5 sao, bả vô chuẩn bị phòng ốc rồi. Bả ra đốt nến rồi kia nọ, bả là trải hoa hồng rồi hết trơn. Trời ơi. Mình đâu có biết là bà làm đâu, mình cứ đi nhậu với anh em. Mà con lúc đó bà gửi hết à? Gửi hết. Mà mình cứ đi nhậu hoài, mình đâu, thầy bà nói mình à, em chuẩn bị lãng mạn về anh về ngày đó. Mình cứ đi chơi anh em, mình cứ mình sinh nhật mình hay là tiệc tùng là mình chơi cho hết mình với anh em. Ờ. Về tới nơi xỉn bà đó rồi. Xỉn luôn. Ngủ luôn. Trời ơi, chán anh ghê. Nói vậy đó. Chuẩn bị hết trơn hả? Chuẩn bị hết trơn. Rồi anh có tới khách sạn năm sau đó không? Có, nhưng tới ngủ luôn hả? Sáng vậy bà chửi không? Chửi. Trời, tức ghê. Sang chảnh ở nhà không chịu ngủ, phải mua mướn cái sạn năm sao. Lãng mạn, lãng mạn, cuối cùng mình lãng xẹt. Còn anh Bo, trong cuộc hôn nhân dù 21 năm, anh thấy có nào khúc nào mà lãng mạn nhất mà anh nhớ tới giờ? Anh thì thật sự đó giờ anh với vợ anh không có cái gì lãng mạn. Tại vì khi thương nhau ở với nhau đến ngày hôm nay đó thì rất là mãn nguyện rồi. Tại vì vợ anh với đem đến cho anh nhiều cái niềm vui hạnh phúc đó qua mấy đứa con của anh. Không, nhưng mà lâu lâu anh phải làm cái lãng mạn. Không lãng mạn được. Lãng mạn bây giờ lâu làm lại đúng không? Nhưng mà không lâu làm lại lãng mạn được đâu nha. Không, anh muốn lãng mạn được. Anh cũng lo cho vợ như Thái, nhưng có cái những cái rồi, anh tặng cho anh vợ. Hiểu khác anh tặng cho vợ tới bây giờ thì những cái tặng anh không được tặng như Thái. Dạ. Thật sự là cuộc đời của anh á có gì nó đó. Anh tặng hơn Thái nữa. Thái thì chị nhỏ tặng cái gì đi mà mua mấy cái đồ. Quần áo là chị nhỏ thật sự. Anh tặng cho vợ anh biết gì không? bốn đứa con đủ ăn đủ không thiếu, bốn cục vàng luôn rồi con muốn gì nữa đó, tới nay bốn đứa con đủ ha, không có đòi hỏi nữa nha, quá hợp lý. Đừng đòi hỏi nữa nha, anh có nói luôn đừng có đòi hỏi nữa, tôi tặng bốn đứa đủ rồi ha, muốn đứa thứ năm thì chờ đi hả? Trời ơi, còn không sức không hả? Thì bà nói chờ đi rồi chờ đi để tới khi nào mà tôi muốn tặng nữa tôi sẽ tuyên bố. Và bây giờ tiếp tục chương trình sẽ có một cái thử thách dành cho hai anh, kia là thử thách bà xã của mình. Ông có dặn dò trước không á? Dặn gì bây giờ nói mới biết nè. Bây giờ nói biết không? Bây giờ anh Bo hay anh Thái sẽ làm thử thách trước đây. Thôi bây giờ Bo đi. Thôi anh đi. Anh em mình ha. Rồi giờ anh lớn tuổi ha. Cho anh xin phép làm gọi trước cái đi ha. Rồi. Anh mượn điện thoại coi nha. Điện thoại em luôn hả? Thôi mượn làm đi. Nhà có luôn không? Mượn làm đi. Bây giờ anh bị giật điện thoại đi, đưa điện thoại kia em giữ. Em là người giật nè. Dạ, alo. Em hả? Ồ, anh gọi em số 2 nè. Anh mượn số của Bảo Lâm, Lê Dương Bảo Lâm. Ồ, vậy số gọi anh đâu sao anh gọi? Nãy thằng Tung á, Tấn Tung nó đi với anh đó rồi quay nè. Rồi nó cầm điện thoại rồi nó nói có ai gọi cho sư phụ. Cái nó chạy ra trước đường á, nó đứng nó nghe. Xong rồi cái quay xong rồi
Rồi cái anh em ra rồi nó nói với sư phụ, hồi nãy con nghe gì con đứng rồi cái xe Honda thằng nào kia nó chạy ngang nó giật cái điện thoại. Trời ơi, thì con hay giỡn gì, điện thoại của Bắp nó cũng giật nó hả? Điện thoại của Bắp nó cũng giật nó hả? Ôi, cụ Bắp, cụ Bắp, cụ mía vậy nó giật, nó giật chứ tự nhiên cụ Bắp vậy. Cái điện thoại đó cho em không thèm, nó buồn giật. Điện thoại không thèm nhưng mà nó giật cái điện thoại thôi, cái chuyện đó bỏ qua đi, không có quan trọng. Bây giờ em xin trên cái sim. Sim anh phải xin mới được, em đâu đi xin được. Đâu có, em lại em ra em xin giùm anh lại cái sim đi, cái sim rồi giờ người ta không liên lạc được sao? Nhưng mà đi xin cái sim là phải chính chủ mới xin được. Giờ em ra em nói, em đọc cái tên của anh rồi em nói cho xin lại cái số điện thoại đó. Chứ cần gì anh? Không có được, hôm bữa em làm một lần là anh quên hả? Đợt trước điện thoại của anh bị con bỏ vô ly nước hư rồi em xin lại cái sim khác đâu có được đâu. Ủa vậy là vậy là anh mới được hả? Anh mới được, mà anh nói nghe nè. Sao? Cái thằng nào giật điện thoại của anh là nó xui lắm luôn. Vì tôi mắc tôi xui chứ nó lấy được mà sao nó xui? Trời ơi, nói chuyện gì kỳ vậy? Điện thoại của anh nó lướt Facebook mà nó đứng cứng nhắc nè, nó cũ anh cài 8-9 năm anh không chịu đổi, em kêu anh đổi quà anh không đổi, nên nó giật là nó xui hơn. Dạ ngon quá rồi tôi đang nói vụ mắc điện thoại thiệt, còn nói này nữa nọ xin là kêu làm mấy sim rồi à, muốn mua điện thoại không? Mua đi. Thôi được rồi, thôi giờ nè, về làm cái tôi cái sim được rồi. Thôi, vậy chú anh về đi, để anh đi làm, cái dạ. Đi làm mình em 8 triệu. Em nè, Lâm nè. Ủa, chạy em. Dạ, chị bây giờ muốn hội chồng đi chứ bị giật rồi. Trời ơi, cái điện thoại ổng lâu lắm luôn mà em. Ủa, điện thoại mà... nó bị đứng, mà chị kêu đổi hoài không đổi á. Mà trong đó có gì quan trọng không? Dạ, nói chung là danh bạ với lại cái số điện thoại phone á mấy anh em đổi á. Vậy chị, đổi mời bây giờ chị điện là anh cướp đi, chị chửi anh cướp đi. Nghe chị dữ lắm đúng không? Trời, chị muốn chết. Thôi chị chửi liền, thiệt. Thôi em ơi, tội nghiệp người ta thì người ta xui lắm cái chuyện điện thoại của ổng. Trời ơi, vậy hả? Dạ, cảm ơn chị rất nhiều. Trời, vậy mà anh Bo nó hả? Chuyện nhà chị dữ dằn lắm. Thật sự đây là cái chương trình để thử chị thôi, để xem phản ứng chị như thế nào. Nhưng mà chị xử lý rất là nhẹ nhàng, rất là tinh khôi, tinh khiết. Ủa, chị gì vậy? Thiệt. Dạ, giỡn thôi á, giỡn thôi. Trời ơi, là nãy giờ chị tưởng thiệt. Rồi ổng nó bị đơ lâu lắm rồi. Trời ơi, 8-9 năm không có đổi, chị kêu đổi hoài không có đổi. Là ổng thích cái gì cũ kỹ đúng không? Ủa, nói gì kỳ vậy Lâm Cưng? Ủa, tôi xài rồi đó, vậy tánh anh đó. Là xài cái gì là một cái biết tánh anh rồi. Không lẽ em theo tôi có đổi em không? Trời. Dạ. Bây xài tôi xài mà tới giờ này mà còn nói gì cái điện thoại. Mỗi lần mà chị nói điện thoại anh cũ á, đổi đi, anh kêu là anh xài em bao nhiêu năm anh có đổi đâu. Vâng. Không, mà vậy là chung thủy hả chị ha. Dạ, anh cảm ơn chị rất là nhiều nha. Rồi, okay. Dạ, bye bye chị. Dạ, dạ. Chào Lâm nha. Trời ơi, bà này được không ha? Bà này bà giữ không? Bà này bà cũng hiền lắm, không dạ, có giữ. Hiền, toàn là mấy bà vợ hiền hiền không ha. Hai anh ơi, đây là thành phẩm của hai anh. Trời ơi, nó thiệt á. Quá trời, đây là nãy của anh màu gì? Anh màu nâu. Màu nâu của anh, màu đỏ của anh. Rồi anh nếu bây giờ mà cầm cái bóp này về thì nếu mà gặp vợ anh sẵn anh cho nói gì để tặng vợ anh đây? Nói gì hả? Nói gì cho dễ thương xíu nè. Cái món quà mà tận tay anh, đích thân anh làm tặng cho em, dành hết tình cảm của anh dành cho em vào đây. Tại vì em đang có một cái hoàng tử trong lòng anh. Đang mang cho đứa con rất là quý của anh. Nhà anh treo hình anh đầy nhà hết trơn. Để cho ba nhìn. Ba nhìn. Trời ơi luôn á hả? Treo nhìn đầy nhà quá. Trời ơi, anh tạo em lực cho em quá vậy nó không. Em cứ nhìn, em ăn cũng nhìn, em ngủ cũng nhìn, trước khi làm cũng nhìn. Nhưng mà để giống hay không không biết, mình phải cố gắng thôi. Cố gắng. Đừng áp lực. Chỉ điện. Ê, hết hồn. Điện lại. Tới rồi kìa. Alo. Dạ hả? Dạ. Mẹ đâu vậy? Đi bắt xe, chúc mừng nha. Dạ. Anh có cái tin vui này nè. Đáng lý mình sanh con mình ở bên Việt Nam đứa này, nhưng mà bây giờ bên Canada cho qua rồi. Anh chưa làm giấy tờ cho em, tháng sau em đi vô bển nha. Ôi em đi đâu? Cái gì? Ôi em Việt Nam. Đợi đi bển đi rồi vài tháng chồng quá. Không. Sao vậy? Không đi đâu. Hả? Đi. Sao không đi? Thôi đúng đi đâu. Đi kỳ cục quá. Sao kỳ cục? Không, không có đi. Dẹp. Không đi thôi nha. Trời ơi. Vậy là phản ứng mà là phản ứng dữ rồi đó. Phản ứng dữ hả? Phản ứng là dữ, vậy là dữ rồi đó. Là thích đi Canada. Hồi trước là thích đi Canada, bây giờ đứa này là quyết định sinh ở Việt Nam. Không thích đi nữa. Thì sợ xa chồng. Sợ xa chồng, ghen. Xa hai đứa con, ghen. Ghen. Không, cũng dễ thương rồi. Vợ ơi, hồi nãy chồng giỡn thôi, chồng giỡn với vợ là vấn đề là đi Canada tại chương trình đó. Giờ coi chương trình vợ biết rồi, chồng biết là vợ rất là thương chồng. Lúc nào cũng muốn ở gần chồng, không muốn xa.
À, thật sự là chồng cũng vậy, lúc nào cũng muốn ở gần vợ hết á, không muốn mà xa vợ hết. Thì em thấy thời gian gần đây chồng cũng thay đổi rất là nhiều. Mấy năm nay khi mà bé Suy ra đời thì chồng thay đổi rất nhiều, cũng vì gia đình, sống gia đình là chính, nên là vợ yên tâm một điều là vấn đề khác không bao giờ có, chỉ có vấn đề là chồng là làm sao để cho vợ con có một cuộc sống tốt hơn, để làm sao cho vợ sanh con ra nó sẽ hưởng một cuộc sống tốt đẹp hơn nữa. Mình cố gắng giữ những cái hạnh phúc như thế này đến cuối đời để chào đón hoàng tử ra đời nha vợ yêu. Chồng yêu vợ rất là nhiều. Bà xã ơi, bữa nay kêu bà xã hiểu ha. Dạ, ông Hành nói cho bà xã nghe nè. Ông Hành khi mà tham gia chương trình Thám Tử Hôn Nhân có cái cuộc gọi thử thách lòng của bà xã, mới biết được tấm lòng của bà xã đối với ông xã. Bà xã quan tâm ông xã nhiều lắm. Những gì bà xã quan tâm tới ông xã ghi khắc vào trái tim và dành hết tất cả tình cảm cho bà xã. Từ đây về sau, những cái gì mà bà xã đã không được, ông xã hứa sẽ dành cho bà xã nhiều hơn. Và những cái gì mà ông xã đã làm cho bà xã buồn không bao giờ còn xuất hiện nữa, thì bà xã cứ yên tâm, hãy đón lấy những cái việc làm của ông xã bằng những cái hành động chuẩn bị đem đến cho bà xã yêu thương. Chị có
Nhưng mà cái chuyện không có con á là do ảnh, do em hay là có cái gì, người nào có vấn đề về chuyện sinh con không á? Chắc cũng một phần là do em. Là em không sinh được hay là sao? Có khám được chưa? Có khám được chứ, em không sinh được, em phải điều trị. Là em bị gì, có đi khám chưa? Em bị đa men buồng trứng. Rồi bây giờ em mong muốn một người như thế nào? Em muốn một người là có tài chính, biết yêu thương, biết trân trọng, tôn trọng. Tại vì người trước thì tôn trọng mình. Rồi quê quán, tuổi tác anh đó như thế nào em? Nhưng mà nói nếu tương lai em về quê nè thì sao? Giờ ví dụ như anh đó anh không muốn về quê thì sao? Bởi vì nơi nào lập nghiệp được thì mình sẽ ở đấy thôi. Còn tương lai thì ví dụ ba mẹ già yếu thì mình có thể chăm. Chăm đưa lên đây cũng được mà. Kinh tế ở đây làm ăn được thì đưa lên thôi đúng không? Dạ. Tại vì bây giờ là nó khác sau này. Em rồi em thích bạn trai tuổi tác hơn em bao nhiêu hay là nhỏ hơn hay như thế nào? 30 tuổi trở lên. 30 tuổi trở lên tới 50 luôn được không? Bạn có quê trở lại sao già hay là gì? Nhiều khi mình có một mình á thì mình đi về quê mình cũng thấy cho nó phù hợp với mình xíu. Lớn tuổi hơn thì ba mẹ lại nói sao mình khác có một mình. Rồi anh đó ly dị đang có con được không? Đang ly, ảnh ly hôn á. Ảnh nuôi con á được không? Em nuôi con. Tại em trường hợp đặc biệt em không sanh được. Chứ còn người ta bình thường thì người ta sẽ có con thôi. Nhưng mà có thể do cái vợ chồng người ta không có được thuận nên người ta chia tay, đúng không? Thì sao được không? Tại mình hiện giờ tại vì em cũng là cái người ly hôn nên chị mới hỏi câu này. Được không? Tại vì bây giờ em sẽ đặt trường hợp nếu như em lấy một cái người mà họ chưa kết hôn lần nào là em về em có sanh con được không nè. Hiểu không? Hiểu chị nói không? Còn cái người nếu họ đã từng ly hôn giống em rồi, họ có khi họ không cần nhu cầu họ đòi hỏi em đẻ nữa. Thì em suy nghĩ cái đó như thế nào? Thì em muốn nào em có thể nói, em đang được lựa chọn mà. Rồi không có con thì em được không? Không có con thì em sẽ thương lượng với ảnh về cái vấn đề trước đây của mình như thế nào nè. Là đã đi khám rồi đúng không? Dạ. Nhưng mà lúc đó là em có điều trị gì không? Không lẽ hai vợ chồng 4 năm mà không có muốn có con hả? Tại vì chồng em nói là mình không có tài chính rồi cứ nghĩ là để một mình em lo thì sao em lo sẽ với lại anh nói nếu như sau này có con thì cũng một mình em thì thấy nhẹ sao mà mình lo sẽ được. Rồi em có tài lẻ gì không? Ca hát gì được không nè? Cũng biết hát đúng không? Rồi em đăng ký chương trình là do em tự đăng ký hay có ai? Dạ em tự đăng ký là mà lý do làm sao em muốn đăng ký chương trình? Tại vì ba mẹ cũng nói là muốn có một người con rể cho nó như nhà nuôi của thì người kia đi rồi đang rất là buồn. Rồi nhưng mà tại vì bây giờ mình đi lên chương trình thì mình cũng phải tìm hiểu theo một thời gian nữa đi lên thì tới cuộc chuyện này. Nhưng mà ở bên ngoài em có khó tìm bạn không? Chị thấy cũng năng động mà làm quá trời luôn. Vậy tại sao những người bên ngoài thấy không được hay sao em? Tại vì thì đó em hồi đó chưa có mở lòng với người nào khác. Em suy nghĩ là mình có chồng rồi. Bây giờ thì em mở lòng hơn. Chưa có tìm được người liền. Nhưng mà cái lúc em kết hôn là anh đó anh có kinh tế đồ tốt không? Lúc đầu thì em không biết. Nhưng mà sau đó về thì em biết là anh nợ nhiều. Mà sau đó trong thời gian sống chung thì anh cũng không có ý chí để. Có nghĩa anh cũng có đi làm được. Số nợ đó vẫn cứ duy trì, không muốn có hết, không hết.
nhưng mà cũng ở với nhau 4 năm luôn ha, đúng không? Là cũng có khoảng thời gian hạnh phúc ban đầu gì không? Được bao lâu, được 1 tháng, 1 năm hay là bao nhiêu? Anh làm cái gì em? Cũng xe bất động sản. À. Rồi. Em chịu theo chồng gì không? Hay là em chỉ muốn ở Sài Gòn thôi? Tại hiện tại em đang làm việc ở đây. Ừ. Có không thích người miền nào không? Dạ. Yeah. Okay. Ừ. Ba mẹ có kém gì không đó? Ba mẹ nói hy vọng là người miền Nam mình à. Cũng tốt. Rồi, ok em, rồi được rồi. Dạ. Nếu được chọn thì chương trình liên lạc lại với mình ha, rồi hướng dẫn thêm cho em nha. Dạ. Rồi, xong rồi, cảm ơn em. Bản thân mình trước này, tên tuổi, mình sinh năm bao nhiêu, hiện tại nghề nghiệp hiện tại của mình là gì? Tôi mời bạn. Là em đúng không chị? Cho em thấy cũng có 4 người tham gia. Dạ chị ơi, bây giờ mình chủ động mình giới thiệu bản thân với bên em nha. Là mình tên gì, sinh năm bao nhiêu, công việc gì vậy đó chị. Mình cứ chủ động nói nó tiếp với bên em nha. Dạ rồi, cảm ơn ạ. Xin chào mọi người, mình tên là đầy đủ là Phan Hải Em, sinh năm 97, hiện đang sống ở Mỹ Tho, Tiền Giang. Nghề nghiệp của mình là kinh doanh tự do. Kinh doanh tự do cụ thể là mảng nào? Dạ em làm bên hai lĩnh vực, một là đồ handmade, những sản xuất những cái phụ kiện như đồ cột tóc với lại bông tai. Còn cái thứ hai là em đang hỗ trợ gia đình là ba cô bán trái cây đó chị. Hiện tại là bạn đang ở Tiền Giang với gia đình luôn ạ. Bơi bơi mặc gì mày? Ừ, dạ đúng rồi chị. Rồi, chia sẻ một chút về cái ưu nhược điểm của bản thân đi. Mình có điểm mạnh, điểm yếu như thế nào? Điểm mạnh của em là khí tốt. Với lại em từng là MC với lại là dẫn các chương trình của đoàn viên của trường đại học đó chị. Và có kinh nghiệm rất nhiều trong lĩnh vực kinh doanh. Điểm yếu của em là rất là kiểu như là khi mà dễ mau chán á chị. Mau chán là sao? Rồi em MC là phải chủ động nói được nha, không phải nên tập hỏi nha, tự nói với bản thân này. Lâu quá không có thực hành. Ừ, thì mau chán ở đây có thể nói như thế này là như là em thì thích chính vì sự thích nghi tốt cho nên là lúc nào em cũng muốn có một cái môi trường nó năng động, nó náo nhiệt hết. Nếu như mà cái môi trường cộng đồng đó nó cứ êm hoặc là nó không có cái sự thay đổi gì đó trong một ngày á thì về lâu về dài em không có hứng thú với lại cái môi trường đó nữa. Cái thứ hai là cái nhiệt huyết của em sẽ giảm dần theo thời gian nếu như không có sự thay đổi, có cái thử thách gì đó. Mau chán thì nên là xinh xắn rồi là cũng hoạt ngôn rồi công việc cũng ok nhưng mà không có người yêu là do mau chán à? Không có người yêu là do cái môi trường của em là gặp các bạn khách hàng quen là qua online. Cái thứ hai là do hoạt động chính của em là ở chợ truyền thống á, cho nên là những cái đối tượng mà em đã từng gặp gỡ và trao đổi thì thường là họ là những người buôn bán kinh doanh. Nhưng mà cái mà em đang hướng tới là một cái hình thức kinh doanh nó hiện đại hơn. Và những cái người đó thì khi mà em trao đổi trực tiếp với họ thì họ lại phản bác rất là mạnh, bởi vì họ không có nhìn thấy được cái tiềm năng của online. Do xuất thân của em là em mới về quê khoảng 2 năm nay thôi thì em cũng tìm hiểu và hẹn hò nhưng mà vẫn chưa tìm được người có chung chí hướng với mình. Bạn đọc thêm được bao lâu rồi kể về cái tình trường của mình được đâu? Hiện tại là em có mối tình chính thức thì 3 mối tình. Thứ nhất là lúc còn sinh viên đại học. Cái thứ hai là sau khi tốt nghiệp thì em có quen một bạn để mà hợp tác kinh doanh. Nhưng mà vì lý do là mong muốn kết hôn sớm của bạn đó cho nên là em không thể nào đáp ứng được. Em thì cũng
muốn đi chơi nhiều hơn. Mối tình thứ ba là xuất phát ở quê nhà của em, nhưng mà hiện tại là chia tay bởi vì lý do rất đơn giản là do không có phù hợp về cái quan điểm sống á. Và hiện tại là em cũng đang mong muốn là tìm một người có những cái quan điểm sống giống mình, sở thích cũng không cần phải giống nhau, nhưng mà quan trọng là quan điểm sống với lại cái hình thức hoạt động là kinh tự do kinh tế gì, chứ không có phải là đi làm hoặc là không có kiểu như là không có chú trọng, không có quan tâm, không có tôn trọng cái việc tự kinh doanh của em. Cùng quan điểm sống là sao, cái này nó rõ hơn thế nào? Cùng quan điểm sống có thể là thế giới quan của họ, chẳng hạn như là đối với họ thì gia đình là như thế nào. Chẳng hạn như đối với em, gia đình là một cái tập thể lúc nào cũng ở gần nhau. Em không có thích việc đi xa. Cái thứ hai là quan điểm với em là về vấn đề về tiền bạc. Mình rất là thích tiền, mình rất thích tiền, nhưng không phải là mình cứ cuộc sống của mình cứ quay quanh tiền. Chẳng hạn như là mình có thể dành một ngày ra 12 tiếng để kiếm tiền, nhưng mà còn 4 tiếng hoặc là 6 tiếng còn lại là mình dành cho bạn bè hoặc là người yêu gì đó, chứ không phải là lúc nào cũng mình cũng xoay quanh tới chuyện đó. Gia đình ở gần nhau nghĩa là ví dụ bây giờ mà gặp được người phù hợp là bạn đó về ở gì? Dạ đúng rồi, mong muốn gia đình em là muốn ở rể, tại vì hiện tại là gia đình em cũng có một chút gì đó gọi là của dư của ở. Là sao? Giải thích rõ cho mình việc này được không? Nghĩa là gia đình bạn hiện tại là có mấy người, mấy anh chị em? Rồi sao mình lại cần phải ở gì? Xuất phát ở rể đây có không phải là gì, nhưng mà kiểu như là muốn ở có một người yêu ở gần mình á. Thứ nhất là em không muốn yêu xa. Là bạn nam đấy phải ở Tiền Giang. Các tỉnh lân cận sao? Lân cận thì cũng phải sắp xếp nhất một tuần cho mình gặp nhau khoảng 2-3 lần gì đó. Không cần phải nhiều, không cần phải nhiều, nhưng mà phải sắp xếp được. Tại vì em là một người thích cái sự tương tác. Tương tác như thế nào này? Ví dụ mà bạn nam rất là hợp với mình, nhưng mà bạn nam nhà có mỗi hai mẹ con thôi chẳng hạn, thì người ta cũng muốn là mình làm dâu chứ. Thì mình có ok được này không? Chính để đó là sẽ sắp xếp sao. Tại vì theo em nghĩ á, ở rể hay không ở rể, quan trọng là nếu như mà bạn đó có thể sắp xếp được, cân bằng được. Chẳng hạn như là vấn đề ở rể là do gia đình em thích em ở gần, có thể tiện chăm sóc đôi bên. Còn nếu mà khi mà em trưởng thành có gia đình riêng thì em vẫn đảm bảo được cái việc là một tuần hoặc là hai tuần con về thăm gia đình khoảng 2-3 lần gì đó. Thì mình có thể sắp xếp điều về hình thức. Thứ nhất là thời gian di chuyển nó nhanh. Cái thứ hai là bạn đó có thể chủ động được, thì cái vấn đề yêu xa lấy chồng xa thì hai bạn em nghĩ là thỏa thuận được, chứ không phải là cứ gò bó bắt ở rễ. Rồi ngoại hình thì sao này, cụ thể về ngoại hình là mình có cái mẫu hình nào hay là người nổi tiếng nào mà mình cảm thấy là mình thích cái ngoại hình như vậy? Còn chiều cao của bạn nam thì phải như thế nào thì ok? Hiện tại là em cao 1m6 thì em mong muốn là bạn trai của em thì từ 1m6 cho lên thì được rồi. Em thì chú trọng khá là nhiều về thể lực, giống như là ngoại hình bên ngoài, như là chàng trai đó ít nhất là cũng phải cao 1m6 cho lên. Cái thứ hai là đô con một chút để có cảm giác như mình được bảo vệ và che chở. Rồi ok. Rồi mình hoạt động đoàn, rồi mình từng làm MC là mình có thể mình hát hò là được đúng không? Dạ được chị. Rồi ok. Hôm nay thì sẽ là cái vòng casting đầu tiên thôi. Khi mà chương trình lựa chọn bạn này cũng như là tìm được người phù hợp cho mình thì sẽ có biên tập hiểu lại em kể nhé. Dạ em tên là Nguyễn Thị Lệ Hạ, sinh năm 1990, quê ở Bình Thuận, hiện đang làm giúp sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình ở đâu em? Dạ ở Gò Vấp ạ. Mình sống với ai em ơi? Dạ hiện tại thì em đang ở trọ với em trai. Đang bên dạy như sao em? Dạ em dạy ở Gò Vấp, trường mầm non Tâm Toàn Cầu. Giới thiệu về điểm mạnh điểm yếu của mình ha. Điểm mạnh là những cái mạnh của mình, hát hò nhảy múa nấu ăn cái gì mà cái gì đó. Em thì hát được,
Thích nấu ăn. Hát được hả? Hát cho chị vài câu nha. Dạ hiện tại thì đang bị ho, đang đau họng quá chị. Một vài câu, chị không có kêu hát nhiều. Các em quên mất không biết hát bài gì nữa. Hát được rồi, còn điểm mạnh gì nữa? Dạ nấu ăn. Rồi còn không nè. Dạ, chắc là hay lắm đúng không? Có thể làm mấy cái đồ mà handmade này kia để cho các bé chơi đúng không? À dạ, cái đó thì em có thể làm được nhưng mà không có khéo tay lắm hả? Ừ, có thể làm được là hay rồi. Rồi điểm yếu của mình là gì? À, điểm yếu của em là hơi bị tự ti á chị. Em đã từng ly hôn. Ly hôn rồi à? Dạ. Rồi mình có cháu nào không em? Dạ, dạ không chị. Em có đây 6 năm. Ly hôn cách đây 6 năm. Vậy là em lấy chồng năm bao nhiêu tuổi? Dạ, năm 25 tuổi. Rồi lý do thì sao mình ly hôn? Ủa mình cưới được bao lâu thì ly hôn em? Dạ, tụi em sống với nhau được rồi. Cưới nhau 6 tháng rồi là ly hôn rồi. Dạ. Là về vấn đề mẹ chồng nàng dâu hay sao em? Dạ đúng rồi, vấn đề hai bên gia đình nữa. Nói chung là người lớn. Còn tại vì em là nhưng nghe lời mẹ quá cho nên là tụi em dừng lại. Cho chị một cái chủ đi. Cái chồng em lời mẹ là nghe lời như thế nào để nó có em coi, ví dụ như người sau, ví dụ chị giới thiệu nó ở mức độ nào thì là em cảm thấy là không đó. Tại vì chồng em á, mẹ chồng em á kiểu là không ưng em. Xong rồi là muốn con của mình là dừng lại á, chồng em là nghe lời, trong khi đó là em đã năn nỉ chồng là nếu mà không ở được với ba mẹ thì thôi chồng dọn ra riêng để từ từ mà từ từ rồi thuyết phục hai bên gia đình sau, nhưng mà chồng em không có đồng ý. Đó là chắc là anh phải với em phải dừng lại để anh về sống với ba mẹ anh, báo hiếu cho ba mẹ anh. Ủa nhưng mà lý do tại sao lại không ưa em á em? Dạ tại vì em thì em không có làm được nghề nông á, mà mẹ chồng em thì muốn con dâu là phải làm nông. Đạt mà hồi trước ấy, khi mà em tìm hiểu thì em có biết cái điều đó không á? Dạ không, lúc mà tìm hiểu thì chồng em nói là anh chỉ cần một người biết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa để phụ má anh làm việc thôi. Khi cưới nhau giờ rồi xong là ba chồng mới nói là không lẽ giờ má chồng con ra làm ở ngoài ruộng mà con ở trong nhà thì cũng khó coi quá. Thôi con ra con phụ má được gì thì phụ. Mà tại vì từ nhỏ tới lớn là em không có làm nông được. Xong rồi bắt đầu mẹ chồng càng ngày càng thấy không hợp, không thích nữa. Rồi kiếm chuyện này kiếm chuyện nọ đủ thứ hết. Vậy là sau 6 tháng là chia tay luôn. Dạ. Là em quen bao lâu mà em tiến đến kết hôn vậy? Dạ chắc tầm 5-6 tháng đó chị. Trời ơi. Ok. Rồi ly hôn 5 năm qua, 6 năm qua chứ, thì em có tìm ai yêu thêm ai không? Dạ cũng có một người. Xong rồi người ta kiểu người ta cũng thấy em ly hôn rồi á, người ta cũng không có thích lắm. Gia đình người ta cũng dạng khó khăn á, là không muốn con trai người ta lấy gái đã có chồng rồi, nên là thôi tụi em cũng thôi luôn, là giờ em không quen ai hết. Lâu em quen người sau á được bao lâu?
quen được 2 năm. Lúc đó là em mới lên Sài Gòn á, là em quen bạn đó. Được 2 năm mà cho như vậy thôi rồi em dừng. Dạ, tại vì cái lúc đó là người ta nói là gia đình anh thì hồi trước tới giờ là không có ai là như vậy hết. Bây giờ anh mà cưới em thì em đã đám cưới một lần rồi, không biết là gia đình em có tổ chức đám cưới cho em hay không. Rồi nói những cái câu mà làm cho mình bị tự ti á chị. Xong rồi là nên thôi em dừng lại. Và bạn đó cũng có người khác, chắc là bạn đó có người khác nên bạn đó kiếm chuyện. Là sau khi chia tay mới biết bạn có bạn khác hả? Dạ đúng rồi. Sau khi chia tay thì bạn đó quen cái bạn làm chung công ty luôn. Rồi hình như hai bạn bây giờ là đã kết hôn rồi. Ok. Rồi bây giờ mình muốn mẫu người như thế nào à, Hạ ơi? Dạ. Một người đàn ông trước mắt thì cao hơn em, có nghề nghiệp ổn định, đủ đảm bảo để cuộc sống của vợ con. Năm người em rồi, định là ổn định là thu nhập bao nhiêu, em cho chị cái mức luôn đi ha. Nếu mà đàn ông mà sống ở Sài Gòn thì chắc là phải tầm trên 10 triệu. Rồi, cao thì sao? Em nói cao hơn em là cao bao nhiêu được? Cao hơn em thì tầm 1m7. Em cao mét anh? Dạ em cao 1m6. Rồi 10 triệu trở lên thì đủ đúng không? Rồi. Rồi. Vậy là diễn tả cho chị một xíu ha, để chị nhìn bằng mắt thường nè, là chị thấy được là cái anh đó là ảnh phù hợp với em. Ví dụ như là tóc, tai, mặt, mũi, miệng, tay chân, da, tóc đồ. Dạ cái đó thì em dễ tính. Nếu mà mình thắc mắc cái tóc tai mình có thể thay đổi được, em cũng không quan trọng mấy cái chuyện đó. Chủ yếu là tấm lòng người ta như thế nào thôi à. Ok chị, thật chị sẽ, nhưng mà em cũng phải nói là người đó mập hoa ốm hay như thế nào đó. Chứ mà ví dụ dạ mập hay ốm hả? Em thích là vừa mập mẫm mỉm là được rồi, không ốm quá cũng không mập quá. Em rồi có cái gu nào nhất định không em? Ví dụ như anh Quyền Linh hay là anh Bình Minh hay là ai chẳng hạn, để chị nhìn vô chị còn biết cái gu của em là gì. Chứ mà bây giờ em cứ nói chung chung thì chị chẳng là gì, chị ghét ai cũng được, cũng kỳ ha. Dạ anh Quyền Linh cũng được, mọi người đàn ông của gia đình. Rồi nghề nghiệp miễn sao là trên 10 triệu thì chị ok rồi. Tuổi thì sao em ơi? Ta dạ. Bán tuổi thì hơn tuổi của em, hơn từ 2 tuổi là được không? Gọi nhỏ hơn em được không? Nhỏ hơn em thì em sợ người ta không chịu em thôi chứ. Chút đi nè, chứ chị không hỏi người ta đâu. Chị ta đang giờ sẽ dạ. Cách nói nhỏ hơn cũng được, nhưng mà nhỏ ít thôi, tầm 1 tuổi đến 2 tuổi thôi. Tại vì phụ nữ mình sau này sẽ già hơn đàn ông nhiều lắm. Cái anh đó anh cũng ly dị như em vậy, em con thì em ok không? Nếu mà ly hôn rồi, đã có con rồi hả chị? Ừ. Nếu với điều kiện là anh đó ảnh tốt chứ không phải là em sợ là những người ly hôn rồi á là có vấn đề giống như kiểu chồng của em nên em không có niềm tin nhiều. Giống còn ly hôn là ly hôn do không hợp nhau chứ không phải là ly hôn về vấn đề là nghe lời mẹ giống như chồng em đúng không? À đúng rồi. Rồi.